Hello các bạn, hôm nay mình thay bộ chắn cổ cho xe đạp điện. Các bạn chú ý quan sát cho kỹ. Trước tiên mình chuẩn bị cây lục giác 6 ly. Các bạn thấy không, cái chắn cổ nó cứng vậy nè, chạy rất là nguy hiểm ha. Chạy nó đảo, nó muốn đi đâu đi, nặng lái lắm. Đặc biệt là đường dằn sóc ha. Rồi mình mở cây bô tăng ga. Thông thường cái cây bô tăng này mình kéo thẳng lên không được, do dây nhợ nó chằng chịt lắm, đặc biệt là cái cọng dây thắng phía sau. Các bạn nới lỏng cọng dây thắng phía sau ha. Cọng dây thắng phía sau thường con ốc này nó dặn đầu điếu 14 hoặc là 12 đó, các bạn thấy không, dặn ra dễ dàng. Rồi mình chuẩn bị cái chìa khóa 32 hoặc cái mỏ lết hoặc là cái kìm bấm. Mình mở cái cha tán trên. Tiếp theo mình dùng cái điếu 10, mình dặn hai con tán của cái gỗ ra để mình lấy cái bát gỗ ra cho nó dễ dàng, mình thao tác mình gỡ ra nó nhanh nha các bạn. Rồi mình gỡ ra dễ dàng. Tiếp theo cái này mình dặn tay không ra đâu, có loại nó nhẹ thì mình dặn ra, còn cái này nó cấn nó hơi nặng, mình phải dùng cái cụm bấm ha. À, mình mở ra. Nó bể hết trơn rồi các bạn. Hèn chi nó cấn, cái phanh đạn nó bể ra, nó vuột tùm lum cho nên ra nó rất là nặng. Rồi mình gõ cái chén trên ra, gõ chén dưới ra, mình dùng cái cây mình chọi ra ha. Đó. Cái phuộc nó có hai cái lỗ để mình chọt, mình tháo cái chén dưới ra. Rồi các bạn để cái chén mới vô ha, rồi mình lấy cái chén cũ mình chồng vô thêm. Để mình canh đó, mình lấy cái ống mình gõ nó, hoặc là một cái đục mình đục cũng được. Tiếp theo các bạn lấy cái hai cái chén dưới và chén trên. Chén dưới lúc nào á, nó cũng lớn hơn cái chén trên, nó dày hơn á. Rồi mình gõ cho sát mí ha. Các bạn chét mỡ bò, cái khâu chét mỡ bò cũng quan trọng. Nếu các bạn sử dụng mỡ bò tốt á, nó sẽ sử dụng được lâu hơn. Còn mình sử dụng cái mỡ bò thường á, thì nó mau quặc quá lắm, đi nó mau hư. Mình chét cho nhiều vô ha, chét chét ở dưới trước rồi mình để cái bật đạn lên rồi mình chét thêm. Đó. Cái khâu này mọi người làm cẩn thận, tại vì nếu mà mình không có bôi trơn tốt thì nó xài không có bền. Rồi tiếp theo mình dặn cái chén trên xuống. Siết cho chặt tay. Lấy kìm bấm mình siết cho chặt tay. Mình lắc qua lắc lại cho nó nhẹ nhàng, nếu nó cứng thì mình nhả ra ít, nếu nó lỏng thì mình siết vô thêm. Sau đó mình để cái bát gỗ vô, mình siết cái chén trên. Trước khi siết cái chén trên mình để cái con lông đền vô, lông đền canh của cái bát gỗ vô đừng có chạy. Rồi mình siết cho chặt. Đấy. Rồi mình để cái bô tăng vô nha. Cái bô tăng thì có thể tăng đưa lên xuống tùy theo mình chạy thấp chạy cao mình có thể tăng đưa được. Rồi mình canh cho thẳng, cho cái bánh nó thẳng thì mình siết. Mình gắn dây điện vô cho đó, đâu đó nó khít khao nó vô trong cái lỗ của cái bát gỗ. Rồi mình siết hai con ốc của cái gỗ ha. Chiếc gỗ mình cũng canh cho nó ngay các bạn. Rồi mình siết tăng đưa cái thắng, rồi mình bóp cho nó thắng nó vừa ăn, nó không bị cọ là ok. Chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn các bạn đã xem hết video.